Build team MU, build cái team MU vô địch Cúp FA. Nào, ngày hôm nay build đúng 11 cầu thủ đã vô địch Cúp Ôi FA. trời ơi. Sukuma đã Đó. donate cho Tabi Cảm 10.000 ơn đồng. Sukuma. Arsenal Cup of Tea. Kệ đi, không vào đi, tránh mấy đấy đi, thật tránh mấy thật đi. Đó. Con nhà má Ôi ui, trời em quên ơi. mở Nhất khóa kênh đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Thắng thì vui nhưng góp ý fan Tabi sao cứ phải hạ thấp MC thế? Chả lẽ lúc MU đá chung kết C1 cũng chế giễu Real vậy à hát? trời ơi anh em ơi, góp ý đi anh em, góp ý fan tôi nhá, tôi không hạ thấp anh em, góp ý với bạn các bạn kênh nhá. Tôi xong rồi, tôi xong tôi Ôi trời rồi. ơi. Dấu tên đã À, donate cho chưa được Tabi 10.000 ác đồng. chưa Arsenal có cup opti nhé. đó, đây có một bạn đang gửi tôi là đập đi xe lại a tốt 7k tỷ đó. À đây đây đây, có bạn đây, có một bạn gửi tôi cái Ôi nick trời đây, ơi, có bạn gửi tôi Besan cái anh 7 and Love nick Lane đã 8k tỷ tươi donate đây cho rồi, đây rồi, đây rồi, Tabi 8k tỷ 10.000 đủ. đồng. Grolly, Grolly, Man United, MU đội bóng tôi yêu. In my heart, in my heart. Nào, đây có 8k tỷ nhưng mà 8k tỷ tôi nghĩ là đủ. Tôi nghĩ là đủ đủ để build một team MU đấy. Hà Nội xịn đã donate Cảm cho ơn Hà Nội Tabi xịn nhá. 10.000 đồng. Thầy ơi, mai build MU đội hình chung kết FA Cup để ăn mừng. Thầy nghĩ sao ạ? À? Thế build hôm nay luôn. Đó, thế build hôm nay luôn này. Đó, build luôn hôm nay luôn. Nhìn cái đội hình, tôi nhìn cái đội hình xem có những Ôi ai trời cái. ơi. Hoài Nam fan vịt Đây. đỏ đã donate cho Tabi Ô. 10.000 đồng. Nhờ người học Xem trò yêu quý của thầy nó muốn phán xem cho luôn rồi. em quả kèo nhà em đã có bếp mới. Xin cảm ơn Hoài Nam. Chúng ta sẽ có là Onana, Amrabat, Martinez. Đây. Rashford cánh trái, Garnacho cánh phải. Đó. Ôi trời Bruno ơi, là tiền Minh đạo. Thành đã donate Như vậy cho là mình sẽ là Tabi 10.000 đồng. Đang hân hoan trong niềm hân hoan vô địch của nửa khôn thành man thì vừa đi qua phường thấy San nhỏ với Quý Duy đang ở trên phường. Không biết vụ gì thầy à, nhỉ? chắc là cái vụ đấy là cái vụ đá gà đấy, cái vụ cái liên quan đến cái đường dây đá gà cái thứ là gọi lên đồn, nó triệu tập thôi. Đó, gì đâu đơn giản, triệu tập lên đồn thôi. Ôi trời ơi. Lisandro Martinez tìm trẻ lạc đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cháu Erling Haaland năm nay 14 tuổi, cao 1m7, tóc vàng. Khi đi cháu mặc quần đen áo xanh và mang theo giày bóng đá. Rồi anh em Cháu ơi, ra khỏi nhà vào lúc 9 giờ tối. tôi build Cháu lại nói mình đến sân Wembley nhưng đến giờ vẫn chưa về. đó. Ôi Semedo Gia cộng đình 9 có à, gặp các bạn ôi tôi của chết rồi, cháu nhưng ôi không trời ai ơi, thấy cháu bạn xuất nhập hiện Semedo tại cộng sân 9 bóng thôi, Real chết United cho Tabi 10.000 chết đồng. mẹ. Còn gì tự hào hơn khi cả mùa đội bóng tôi yêu đá như đuổi bầu mà cuối mùa vẫn bú cái cắp. Chết tôi rồi, bán nhầm mất rồi, tôi tưởng là cộng 8 tôi bán đi mà. Chết rồi, bây giờ phải đập lại đèn cho bạn đấy, sao Ôi trời nhớ ơi, tay bán anh mất con Vinh Dạng Semedo Hú ấy. đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Một vòng sự kiện điển, một vòng sự kiện coi con Ôi Semedo này kia, trời một ơi, vòng sự kiện em như chết lần tôi. đầu đan thầy đã donate cho Tabi 10.000 Cảm đồng. ơn em Huy A nhé. thầy vừa nó gì ý nhảy mấy tỷ cây Dortmund mà đòi win Real Arian ôm chặt cái cúp ô thầy nhá. Ok Hala ok Madrid. ok ok ôm chặt đi, cứ ôm chặt vào không nhá, ôm chặt vào không mất nhá. Bủ nô sợ hơi khó mua này, bủ nô cáp 8 ấy sợ hơi khó mua. Cáp 8 đặt là về, như vậy là mình cứ đặt cáp 8 nhá, thấy nó giao dịch vào nó cũng hơi ít đấy anh em ạ. Đấy, Ôi trời ơi. MU Tân Vương FA Cup đã donate cho cứ để đây nhá, Tabi 10.000 đồng. Radford. Đang đi hỉ mà thấy thằng tên fan MU đội Lost Anti nó donate phải xếch quần vào donate. Thế nào là nhục, vô địch phải ngẩng cao đầu chứ. Khối đội bóng muốn vô địch cái cup này ra còn không được mà mày bảo nhục, nhục Rashford. cái lồng má mày. Không cãi nhau, không cãi nhau, không cãi nhau, trật tự đấy nhá, không cãi nhau nhá. Garnacho. Ủa con này 2000 mấy cả? Này không có hàng rồi, muốn mua Garnacho nên mua cộng 7 đấy, phập cộng 7 được. Không có đi phập vào cộng 7 đấy. Xem nào, ở giữa là mình có Scott McTominay à? Mày muốn build cái team mà U 800 này cộng 8 luôn này, con này cộng 8 luôn à? Manu không có thì mình thay tạo bằng Vardion. Mua team này thì chỉ có stream tới 5 giờ sáng đây này, con này này, quả này được, build quả này cộng 8 luôn. Cộng 8. A lực, lâu là cộng 8. Ui, cháy hàng U rồi. Ui, này em xúc hết hàng U à, cháy hàng U à, sao kinh thế nhở? Cộng 6 đấy có đổ không nhá? 51B A lực. 112.600 tỷ, nó là sao? Vì căn bản nó là hàng MU, nó có ra đấy. Lissandro, con này có thể có cộng 8. Có thể có cộng 8. Được, con này có thể có cộng 8 này. Spotlight 8. Con có gì đấy nhỉ? Varane à? Bọn nó xúc hết rồi thầy. Ủa, chính ra build khó, cố cố build vậy. Van UT này không khóa con DC này mới ổn này. Con DC này mới thực sự là hay này. Rất hay luôn. A lực lâu là 8 vẫn về thầy ơi, tôi đặt thêm của A lực nhá, Amrabat. Nào, đặt không biết bao giờ, đặt không biết bao giờ nó mới về, vấn đề là không biết bao giờ mà. Cái bên trái của đây gọi là Dalot không ta? E21.
Ui cộng 9 luôn này, đóng này cộng 9 luôn. Đóng qua đá lốt này cộng 9 luôn này, dù tuyển luôn, con này tuyển luôn đấy, con này là quốc dân mà. Ui, đá lốt cộng 8, cộng, mình đóng hẳn cộng 9 luôn. Anh Vinh dọn lúa đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Test Weskin chào thầy và anh em nhé. Xin chào Vinh dọn lúa, chào em nha. Andre Onana, ZK, con này không có cộng 8 à? Em donate không hiện thầy á, nó lên được rồi mà nhở. Onana bây giờ không mua được, bây giờ làm sao đây? Bây giờ mình không mua được Onana thì có cái hướng nào không hả anh em? Ôi trời ơi. Nguyễn Quốc Hải đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Thiếu thì thầy cắm cụ cha hay son cũng được thầy ạ. Hải ơi không thiếu, sao con đang bị thừa nhiều quá đấy Hải, con bị thừa nhiều quá. 21 U8 á. Có đâu. Con này mắc đầu có không? Ôi trời ơi. Dấu tên đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Phát biểu sau trận đấu với Man City, huấn luyện viên Ezic Tan Hag nói: "Tao là bố chúng mày, là đừng gây gua nữa, xin đấy đừng gây gua nữa anh em ơi. Hôm nay sinh nhật em, fan thầy đã 10 năm. Xin cảm ơn Duy Anh nhá. Tôi mới làm được 2 năm mà có anh em fan tôi 10 năm luôn hả? Một con Bissaka lương 7 luôn, mua quả lương 7 về đá luôn, mua hẳn quả lương 7 để về đá cho nó cẩn thận. Rồi, con Bissaka. Ôi trời ơi. Dấu tên đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Mua menu mùa like thầy, trải nghiệm giá trị cốt lõi. Menu không đá, không ai bán ấy, sợ không ai bán cơ. Đấy, sợ là không ai bán đấy này. Menu nó còn đang đặt đây. Spotlight. Đó, tôi sẽ làm đi Edison, tạm thời không có menu trong đây. Dấu tên đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Có luôn menu luôn ở đâu? Ở đâu? Để đâu vậy? Đâu? Kobe menu à? Ui! Cộng 5 à? Tôi cộng 5 được, vào luôn, được. Ok. Menu vào đây. Có chơi hết. Ui đây rồi, chơi cả luôn, không phải nghĩ. Bruno 23HW, từ sân Bruno 23HW. Đây. 23HW còn có bán, có mua đâu, đấy có mua được đâu. Đó, cháy hàng rồi, đá thắng cái vô địch cái cháy hàng luôn mà. Khôi Lê chiều đá hay à? Không xem trận đấy. Uno mùa này trông thì nó lại hơi phèn nhờ. Ôi trời ơi. Lòng gỗ đã donate cho Tabi 10.000 đồng. E cảm ơn thầy, E nhận được Semedo cộng 9 rồi à. Tiện em hỏi giúp chủ nick nãy tay nào của thầy click à. Ấn nhầm thôi mà. Ấn một nhịp nhầm thôi mà. Có một nhịp nhầm thôi Long ơi. Đó, một nhịp nhầm thôi mà. Mọi thứ nó đi sao quá. 700, đóng con này 700 luôn. 22 TOTS, cái mùa giải rất là xuất sắc của Bruno. Một trong những mùa giải rất xuất sắc của Bruno. Mang về luôn. Em mua được Semedo cộng 9 rồi nha thầy. Tiền em mới chuyển khoản vào tài khoản của thầy rồi ạ. Lần sau thầy cho mình lại hợp tác tiếp nha thầy. Con Bissaka này. Em cảm ơn thầy. Ok, thầy cảm ơn em nhá. Cái gì nữa mà tôi bán nhầm của Semedo một thằng mà mấy em nhận được thế nào ta? Nope. Ôi trời ơi. Fan thời vụ đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Có 50k tỷ nên trời tuyển Anh hay Bayern thầy? Tuyển Anh. Không tính Icon TM. Tuyển Anh. Đó, tuyển Anh. Gôn mùa lai năm nữa đi, tạm thời nhé. Tạm thời mình dùng tạm gôn mùa lai năm nhé. Hay thầy đá tạm cụ Johnny Evans đi thầy. Nope. Đợi chắc tới mai chưa xong content. Johnny Evans à, bây giờ còn đúng một thằng CB thôi mà. Đó, chỉ còn đúng một thằng CB thôi. Bây giờ chắc phải chờ thằng Martinez đi chứ nhỉ. Chào thầy lần đầu donate. Chúc mừng người bạn hàng xóm dấu lớn dấu xin lớn. Xin cảm ơn trực Nguyễn Hữu nhá. Rồi, tạm thời lên 5, con này lên 5 thoải mái. Quả cái quả thủ môn mùa lai đập lên 5 dễ không mà. Dễ gì Corona cũng 5 mà dễ không cái gì đâu mà. 4. Nope. Tàn mấy cái thằng cầu thủ kiếm nó ra mấy cái thằng cầu thủ ngày xưa nó cũ thế nhở, những cái ngày xưa cũ luôn mà. Tạm thì vá tạm vào này cộng 5. Đó. Hôm qua tôi thấy ông đi ăn ở quán làng nướng thôn. Ôi trời ơi, Thành chui, Man vẫn bên màu xanh nhé. Làng. Vào gọi món mực bóp ngò với thịt là trô đúng cô. Cái gì? Em nói cái gì đó? Cảm ơn Thiên Long nhé, cảm ơn anh em nói cái gì hết. Nghe không hiểu đâu mà. Anh em nói cái gì hết? Thôi mà thầy mua đi thầy sao phải mua, thầy đập lên được mà lương sao phải mua. Thế là con này lên được mà. Rồi, lên 550k nhận. Bình tĩnh đấy, cái vấn đề gì cơ, thì cũng số lên từ từ xem nào. Đó, từ từ, lên 550k làm cái 50 đấy nhá. Đầu tiên cứ làm cái 50 con vợ em Lương này, em Lương Phan Mùa này, mới vô địch này. Cứ làm cái 50 cái đã.
Mồi, nope. Cái gì mà mồi? Thôi thôi, không được, không được, không được, không được. Con mẹ về hẳn 1 luôn mà, về hẳn 1 mẹ tôi. Nó về hẳn, nó về hẳn 1 luôn mà. Sao quá đáng đấy nhở? Ủa 50 tưởng sẽ húp húp bằng sạch đây thôi mà húp đập cái nào lên 50 tưởng nào đang đợi mà. Đằng nào đang đợi mà con hàng về. Ngon kẹo vừa lai cũng bú 50, bú quá còn gì, nó không bú thì dở hơi thật. Đập từ ngày này sang ngày khác. Bây giờ thử thách. Nope. Uầy, con mẹ mà không lên được nổi 3, phun mạch không lên được 3. Uầy, cảnh này thật quen thuộc. Hình như là tôi đã gặp ở đâu rồi, cảnh này rất quen thuộc luôn. Ôi giời ơi. Dấu tên đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Lính quá thầy. Đập lên Nam không bỏ cuộc. Cảm ơn dấu tên nhá. Thử thách bây giờ làm content thử thách đập cả đội hình cộng 8 nhỉ. Đập cả đội hình cộng 8 đúng không? Em Nguyên đang ở Vinhome Ocean Park đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Onana cộng 8.200k thầy. Mày còn chưa lên được, chưa biết màu bạc như nào đây, còn nhận được màu vàng thì điên mất thật. Trông như của con Varan UT à? Varan UT với chúng tôi, Varan UT với chúng tôi. Lên Nam luôn, làm cái Nam chộp. Dừng một tí, đang đập hơi nhanh. Nếu bây giờ mình đập tiếp luôn là xịt. Bây giờ mình phải dừng lại một, tính lại một hai nhịp. Mình phải có cái nhịp tinh đáng sợ. Phải có một chút cái nhịp tinh đáng sợ. Thế nope. Thôi là xong. Em Onana này có cộng 5. Cái thằng Onana này có cộng 5 thôi mà sao mãi không lên được bây giờ. Sẽ là Han nào. Ôi trời ơi. Thiên Long đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Phím lìn nào mà trả được ô. Bất cứ phím nào nó cũng nổ mặt cười. Nope. Hay cho ô thông thái cả đời mặt cười. Ôi trời ơi. Trịnh Thăng Bằng đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cái đầu nóng ran lên 6.200k nhận. Ôi trời ơi. Lương Phen mù ơ, Tân Vương FA Cup. Ekip của thầy Toby Trá đã donate cho Tabi 10.000 sao? Đồng. Thôi mấy ông ơi, chúng tôi vui vì chúng tôi có danh hiệu trong một mùa giải tệ hại. Không chê bai bất kỳ đội nào nhé. Đừng như thế rồi mang tiếng fan MU ra. Đó, chính xác. Nhưng bây giờ cái 50 lên 5 đâu nhỉ? Chính xác ở đây, nhưng bây giờ cái 50 lên 5 mình chưa thấy đâu thì phải. CB Martinez là thích con Spotlight này quá. Không có điểm phỉ đã tạm với con 22 test rồi này. Con tạm con này 60 tỷ, vá tạm vào, mặc áo A sắc. Vá dạo con này vào thì bán đi sau. Thế là đủ đấy. Chơi đá cả Kobe Mainu luôn cho hiểu. Đá CM lương 5 đá giữa luôn cho hiểu. Đó 22 tiếp. Đây Martinez đây rồi. Rồi. Đầy đủ binh hùng tướng mạnh đấy nhở. Thoải mái đi. Chơi thoải mái đi. Vẫn thắng được. Áp lực xỉu bóng lốt là chuẩn. BTH Tayakiu đã donate cho Tabi 50.000 đồng. Ok thầy, tên Danh Thái chứ không phải Đạt Nha ông Khầy. Thế thì nét đúng thật. Hôm nay thật sự không chê trách được gì luôn. Không chê trách được quả Danh Thái à? Danh Thái ok vậy. Không chê trách được Thái cái gì luôn mà. Sống không để mất lòng ai bây giờ. Ôi trời ơi. Dấu tên đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Mctomy HG Dead Lave Khay. Đặt là về Mctomy HG. HG đặt là về. Ok Mctomy HG nhá. Ok, chúng ta sẽ làm tí MU trận đầu tiên nhá. Ôi trời ơi. Dấu tên đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Tóc thầy là vuốt sáp hay liếm nước bọt vuốt ạ? Em ơi, thầy liếm nước bọt, thầy bảo bao nhiêu lần là thầy liếm tí nước bọt. Đó, có được không ạ? Liếm tí nước bọt có được không ạ? Nào, 198 lương. Trận chiến sinh tử 4 bại luôn, tinh anh 1, chỉ cần đủ 200 lương thôi, leo lên siêu sao thoải mái. Đó. Xong MVPL phát là tôi làm quả Zero to Hero trở lại luôn. Ôi quên mất. DTH Tayakiu đã donate cho Tabi 50.000 đồng. Nét quá Thái em ơi. Em nói ít thầy check FB Danh Thái, nhà em có con ấp 1k tỷ BP để phá đi, muốn làm cái gì cũng được. Đang cảm ơn em Thái nó đấm phát mặt thầy luôn mà. Thầy đang quay ra thầy cảm ơn em Thái nó đấm phát mặt thầy luôn Thái ơi. Sau khi tôi đã xong 4 mại 4B, 2T. Dấu tên đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Thầy ơi, thầy xây team MC đầu Ghana cho được ca. Sao tôi lắc cái giật nhỉ? Rồi, Edison, ok. Cảm ơn dấu tên nhiều nhé, cảm ơn em nhé. Cột 2 có người. Mình nhả vào đây. Sao cái thằng Radford, tôi ghét cái thằng Radford thế nhỉ? Tôi ghét nó từ ngoài đời cho đến trong game luôn đấy. Cái này nó chỉ có 60 đấy chứ có bao nhiêu FPS mà cài đặt nhỉ?
Con game này nó kiểu nó cũng dạng cổ lỗ sĩ lắm rồi. Rashford thích nhất Rashford thật sự luôn, nói gì nói thích nhất Rashford để giữ được phong độ ổn định. Ôi trời ơi. 3 tháng này người đầu tiên ghi bàn dứt điểm bằng một cầu thủ lương năm. Cái chiến thắng của MU là một điều bình thường đúng không thầy? Nó đấy. Ôi trời ơi. STV bao giờ đá thế à? Mai em ơi. Người đầu tiên sút phạt ghi bàn bằng cầu thủ lương năm. Nope. Lấy mây sao lấy lại được nhưng mà bị phá hết à? Thế thì em tự nâng nick em đi chứ. Ok. Thì tự nâng nick mình đi, em lấy lại được rồi, em phải tự nâng nick mình đi chứ. Thôi xong, mày quá. À, mày quá. Tưởng là đi ở đấy rồi. May sao bị phá nhưng mà may sao lấy lại được à? Nhưng mà vẫn bị phá đúng không? ETH Tayakyu đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Manu. Quý như nào thì có lên được quả đập đi xây lị 1kbp của em không hả khẩy ớ? Nope. Ủa anh CM lưng 5. Tay cảm ơn Thái nhiều. Ôi trời ơi. DTH Tayakyu đã đồng cho ta muốn chơi FIFA nên bắt đầu từ đâu em à? Nhìn thấy build cho các em bạn bắt đầu từ việc tải game về danh thai. Đó. Sao đáng cái hàng công đấy nó cứ đù đù kiểu gì nhỉ? Ôi gì ấy. Ôi trời ơi. Hello mọi người, lại là Đạt Shipper đây. Đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Đúng build team MU có khác 7k view luôn. Tiện đây mỗi người cho thầy Tân tôi xin một like nhá. Một sub nữa thật. Nếu mà được cho xin một sub mình gần 200.000 sub rồi. Nếu mà được. Ai bảo tiền vệ lương năm không thể đá được. Ôi trời ơi. Hello Ganacho. Mọi người, lại là Đạt Shipper đây. Đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Một sub nữa à. Đó, xin cảm ơn Đạt. Mà tháng này dành cho Đạt. Một tiếng solo đậm với chất của gọi là anh Hoàng ngoài đời. Mono. Đấy là một vài cầu thủ còn chưa về nhá, một vài cầu thủ còn đang chưa về với đội đấy. Ôi trời ơi. Huy Rian đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Em hết mệt mà mạng nhà em lát quá, hẹn thầy khi khác pha. Người đầu tiên ghi bàn bằng một CM lương 5 trên stream. Người đầu tiên ghi bàn một cầu thủ lương 5 trên Thành đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Quả đội hình MU này được mỗi con vẩn e là còn nhìn được. Thế mà cũng thắng bật cười, ảo thật. Uầy. Quả đội hình MU những con cái gì, con vẩn e là cái gì? Mỗi con vẩn e, cái vẩn e là cái con gì ta? Đó. Thoát đá cho đối phương thoát luôn mà. Uầy, đã có quả Manu nó làm hết sạch thể lực. Thoát. Đúng là đội bóng mà đúng thật sự là đúng đội bóng mà nó mạnh nhất cái cúp FA khác. Không đỡ được. Tôi bảo rồi, sau khi tôi đá xong có 2 chữ T, sau 4 chữ B này sẽ là có 2 chữ T là sau. Huy Rian đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cán Huy nhá. Em đang mở máy va với thầy thì thằng bạn em nó vào ớt nên em ca đá được chứ ca phải vì em sợ thầy. Nope. Manu ác chưa, Manu FD của đau lòng chưa, nhìn của mất vệ sinh. Châu Mười đã donate cho Tabi 500.000 đồng. Ui. Chúc anh Tabi sinh nhật vui vẻ ạ. À. Ôi anh cảm ơn Châu nhá. Ủa Châu mèo mới sút đợt này hai đứa nó nắm tiền đấy nhở? Ủa hai em thành công rồi đấy. Ô, anh cảm ơn Châu nhá. Đó. Ủa hai đứa này nhìn hai đứa giờ nó nắm tiền nó nhìn mà thấy vui thật đấy. Thành công rồi. Hai em thật sự là thành công rồi đấy. Lâu. Manu. Ái chà, bú cái gì mà bú làm sao nhở? FD lực xanh mà cách gôn cả mét, bây giờ lương nó chỉ có 5, nó chỉ có thế thôi anh em. Lương lộng. Nope. Thô. Phải hạt, đá đội này phải hạt, phải tập trung mới đá được. Này, Manu này. Phải từ từ tập trung mới đá được. Còn nếu mà đá vội thì không bao giờ đá luôn. Chẳng hạn như quả bóng này mình phải truyền này, cột xa này, mình phải thật sự bình tĩnh, tâm mình phải tĩnh, lúc mình thua mình không bị dao động nhá anh em nhé. Bóng đá là tĩnh như này này đúng không, cầu thủ chạy lên mình truyền, cầu bóng từ từ đợi nó vào mình truyền này, đấy tĩnh rồi thong thả đúng không, nhịp nhàng chưa, này hơi mạnh một chút. Đấy nhá, cứ bình tĩnh một tí thôi. Nãy ai nóng đầu rồi. Em Nguyên chuyên bơm đều vào kích vua các trường. Sao lủng ấy nhỉ? Nhét chữ và thọc gậy bánh xe đã donate cho Tabi 10.000 đồng.
Sau khi xem trận đấu của MU và MC, Sir Alex Ferguson đã có những phát biểu như sau: "Tôi đã không sai lầm khi đặt niềm tin vào những chú quỷ con. Chúng đang dần trưởng thành và sắp tới sẽ nhuộm đỏ trời Âu. MU sẽ quay về những ngày hoàng kim như xưa. Tất cả đội bóng sẽ phải tái mặt khi phải đối đầu." Thôi, xịu ấy. Nên là đừng kéo anti cho đội bóng thầy yêu nữa thật. Bruno. Không được nóng đầu nhá anh em nhá. Chơi game lúc nào ấy cũng phải tĩnh và giữ cho mình được một cái đầu lạnh. Đó là những người đàn ông chơi game. Ôi Al-Rabat xử lý bóng mà nhìn cứ tưởng Toni Kroos à. Nhìn tưởng Toni Kroos luôn mà. Ôi giời ơi. SM Chiết đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Sir Alex, tôi bị nhét chữ. Cụ già rồi thôi, tha cụ đi. Đừng nhét nữa. Máy bắt. Alessandro Garnacho. Mono Argentina. Đó, nhưng mà kỹ thuật có thừa. Độ bình tĩnh là có. Thấy không? Độ bình tĩnh là có trong những pha xử lý. Nhìn nhà chưa? Nope. Bắt được, trời ơi, siêu phẩm của tôi đã bắt được. Sao nó thanh thoát thế nhỉ? Sao cái sự thanh thoát nó là có nhỉ? Này. Nope. Ôi, củ tỏi xuất sắc thế nhỉ? Một củ tỏi trong game này như thánh vậy. Hai lần là chính là những cái trận lớn mà kiểu cần nó tàn tịt thôi nhá. Kiểu những cái trận lớn mà cần kiểu tỏa sáng thì cũng tàn tịt à? Nhiều tâm lý nó kiểu nó không sẵn sàng những trận đấu lớn đấy. Nope. Ôi dở rồi. Dở rồi, làm cái ăn ngay cái ba đều vào đầu. Đóng cái hòm với Manu. Bruno kiến tạo, Manu ghi bàn. Cảnh này thật quen thuộc. Uầy, đá của CM lượng 5 bay thế nhở? Đá của CM lượng 5 xúc vào chân 2 luôn à? Menu ghi bàn ở phút 78 đưa thầy lên dẫn trước, nhắc tới số 8 đồng hành với quý vị và các bạn. Ôi trời ơi. Người nhà họ Pat đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Thành Man hôm nay màu gì? Thành Man hôm nay màu đỏ. Nói thế cho nó nhanh. Nét luôn, Thành Man hôm nay màu đỏ. 2 thắng. Là hiểu, đã thế là hiểu. Tên giấu tên đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Bắt quả tang con vi cây tú thanh đêm khuya đá gà bị mê sút vã 6-1. Quả win top 1 siêu sao thông 26 trận thì phong đội khiếp thật. Mai phải ra sân đấy. Mai mà thằng nào nhìn tên STV mê sút đái đấy, thật sự luôn đấy. Tầm này nó đá nó gặp ai nó cũng vã mà, nó gặp ai nó cũng ăn thịt. Nó trên danh nó gặp siêu sao nào nó cũng ăn thịt. Ghê là. Thôi được rồi. Xin cảm ơn Nguyễn Phúc Hải đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Thầy nhớ cho em cái chiến thuật team Bayer Leverkusen với ạ. Em cảm ơn. Thầy cảm ơn Hải đã tạo điều kiện cho thầy có con tên này để rất là vui để làm trên kênh nha. Cảm ơn Hải rất là nhiều.